Tại buổi thông báo kết quả về việc phát hiện ra các di tích cư trú của người tiền sử trong các hang động núi lửa ở Tây Nguyên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường đã đem đến một bằng chứng vô cùng quan trọng. Đó là hộp sọ của bé gái 4 tuổi được khai quật trong hang núi lửa có mã số khoa học là C6.1 tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tôi làm khảo cổ đến nay được 54 năm rồi, thì chưa bao giờ ở Tây Nguyên có được tìm được một cái răng, tìm được một xương thôi. Thế thì lần này rất may là chúng ta đã phát hiện được cái bộ di con người. Nó là một cái bước ngoặt của ngành cổ nhân học chúng tôi. Ngay nó có một tiếng vang nữa ngay cả thế giới. Ở các nước ngoài họ bảo không có, không thể có được cái bộ xương mà trong cái hang động núi lửa được. Kết quả khai quật trong hang động núi lửa Krông Nô gồm di tích 3 mộ táng và dấu vết của 10 cá thể người tiền sử. Bên cạnh đó là các di vật gồm hiện vật đá, đồ gốm, xương động vật. Những di vật này chứng minh cho các hoạt động sống của bộ lạc thời tiền sử, sớm nhất có thể sơ kỳ đá mới cách đây khoảng 6.000 đến 7.000 năm. Tất cả những cái bộ xương người lớn nó còn đang nằm trong vách hang để làm mọi cách lấy được cái sọ. Những cái sọ người lớn chắc chắn nó sẽ có đủ cái điều kiện để mà chúng ta có thể nghiên cứu được về mặt chủng tộc. Đấy là cái ý nghĩa rất quan trọng. Vì trước đây chúng tôi viết cái lịch sử, đến cái chỗ này là ngỡ ngại. Nhưng mà mình không có bằng chứng để mình nói, thì lần này có được bằng chứng là nó sẽ giúp cho chúng ta viết được những cái trang sử một cách chính xác hơn. Với kết quả mang tính đột phá này, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên để công tác bảo tồn ngày càng gần gũi với mọi người.